thôi thì mình được dư lên nặng. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem mình đến những gì nhé. Xài iPhone này, đây là cái bóng đường điện thoại để đưa cây mới. Đó là, đây là cái cửa không gian của mình. Đây, một cái sạc thì không. Một sạc, để mà phủ được sạc thì mình sẽ sạc. Đây, ok chưa? Rồi mình sẽ cũng đem tất kia đây, tất cả đồ đạc, các thứ mình để đây. Và một chiếc máy nữa. Đây và một chiếc gầy tripod của mình. Bây giờ mình sẽ ra đi dây và bắt đầu xuất phát. Hiện tại là đúng 7 giờ sáng. Mình đang di chuyển ra hồ điều hòa. 24 giờ thực hiện thử thách này thì mình sẽ cố gắng làm hết sức có thể, kiếm thật là nhiều tiền. Anh em nhìn cánh bạc này, màu đen vãi luôn. Trước tiên thì mình sẽ tìm cái báo gì đó, tìm nhặt ve chai. Công việc đầu tiên thì mình nghĩ sẽ hiệu quả đấy. Đây 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 đây. Mới thấy bài rác đầu tiên. Tìm coi có gì không. Không có gì anh em ấy. Thấy rác rất là nhiều luôn. Di chuyển ra sâu trong hồ điều hòa đấy. Anh em ơi, vừa tìm thấy hai chai đây. Mình sẽ nhặt ở phía bên trái đường mình đang đi, chứ bên phải đi thấy trong bụi ní thì nhiều chỗ cỏ lắm này. Đây, đi một hồi mới phát hiện ra anh em ạ. Nhặt được cái bao thùng. Đấy, nhặt được cái bao thùng, thùng đĩ đây. Đây, chứ mình phải buộc lại không tí hồi nhặt được lấy rổ thịt. Đấy, đi mai mới có lại một chuyện lợi phẩm này. Đấy, đi tận đâu tế lại đấy. Đấy, một đoàn cứ một trái đi này. Đấy, thấy cái thùng rác đây anh em ạ. Coi có gì không? Không có gì đây. Công nhân mình khó kiểm trái lò đấy anh em ạ. Đấy, ở đây họ cùng bạn đấy, họ giòn hết đấy. Đây đây đây. Đi đến đấy thì thấy hai cái bao đấy. Ngon ngon anh em ơi. Hai bao mới tinh luôn. Mới tinh tươm luôn anh em ạ. Story thì đừng thoải mái. Xa xa đâu tới là các gì đang làm lũa đấy. Thì mình sang bên hồ, lại gần hồ xem ở ven hồ hơn có vật lung tung. Thấy toàn lạ với cấy chứ không thấy trái lò gì anh em ạ. Đi thử một vòng hồ đi hoa xem. Đây 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 đây. Kiểu gì chả có. Đây mình thấy có một cái bi anh em ạ. Bình như họ để làm gì nhỉ? Cái này chắc là vật đấy. Mình sẽ lấy luôn. Đây, cái báo vậy cả thử mình nhẹ đấy, mình cục to luôn. Dư là mình cứ đi rửa đấy. Mình sẽ báo quạt bên này và bên này. Đấy. Không thể bỏ sót vị trí nào được. Họ đang có cái gì đang phóng sinh. Hai cái gì ở khi này ở đấy ạ. Là mình đang đi đó nói là lại phóng sinh hồ gì với cái thùng nữa là thùng đựng rất là nhiều cá luôn. Đấy. Ai đi qua mấy gì cũng hỏi là có rảnh không để nhờ phóng sinh hồ. Ngon rồi anh em ơi, ngon rồi, ngon đấy. Mình thấy cái lưỡi ở dưới này này. Có lẽ họ vật rồi đó. Có mấy thanh sắt ở dưới, chắc là mình sẽ xuống lại. Mình thấy có mấy lon, có mấy cái lon đóng, lon bia này. Vậy là cái lon bơ hục đây. Mình sẽ mở ra coi. Cái ní thì không phải là sạch đâu, mình tưởng sạch chứ. Cái nhựa chứ chí á. Đây 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 đây, sạch anh em ơi. Đây sạch 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 này. Rồi, giờ mình sẽ gọi là tháo cái lưỡi này ra. Sau một hồi lọc lò thì mình lọc rã rã cả đấy. Nhưng mà hiện tại thì lưỡi thì khó lấy quá. Rã mấy cái thử đi rành hồi luôn, để lâu ngay á. Đây được hai cái lon đi. Đây được hai lon đi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô cầm trong bi cả nhé.
Đang đi thì thấy dưới nữa có cái chai. Đó là rất là nhiều luôn. Ai dưới rình đi mới được 1/8 hô, mới được chưa được 1/8 hô đã từng đi rồi. Dư lên nặng lắm rồi. Dư nặng lắm rồi đấy. Nay cố gắng đi hết một vòng để coi thu hoạch được bao nhiêu rồi mình sẽ ra quán mình bán luôn. Mình vừa mới vả cái bi đấy. Này rạc cần rượt, máy phát tiền kịp. Có bị rạc đây không vậy, tôi có trái lò chúng. À đây đây anh em ơi. Đây đây đây. Từ trên này có một cái, dưới này cũng có một cái. À đây 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 đây. Này dư đi mới được nửa hô chứ mấy. Đây, đến cái mộc tam nữa. Mình biết tên gì cả. Một tiếng đồng hồ thì mình mới đến cái mộc này. Đây, chẳng đứa đang còn xả đấy. Lại đâu thế? Lại đâu thế một đoàn nữa thì sẽ hết, thôi nghỉ tí đã.